Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình Truyền hình Bình Định ngày 4 tháng 10 năm 2021. 6 giờ thời sự Truyền hình Bình Định, 6 giờ 30 ca nhạc, 7 giờ phim truyện Kẻ Thế Vai tập 20, 7 giờ 45 phim truyện Việt Nam Trái Tim Của Sói tập 14, 8 giờ 45 phổ biến kiến thức pháp luật, 9 giờ thời sự Truyền hình Bình Định, 9 giờ 5 phim hoạt hình, 9 giờ 30 khám phá thế giới, 10 giờ phóng sự hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, 10 giờ 20 ca nhạc, 11 giờ phim truyện Việt Nam Mật Danh D9 tập 19, 11 giờ 45 thời sự Truyền hình Bình Định, 12 giờ bản tin thị trường, 12 giờ 10 phim truyện Bắt Gặp Tình Yêu tập 32, 12 giờ 55 phim hoạt hình, 13 giờ 30 phim truyện Bố Là Tất Cả tập 23 và 24, 15 giờ thời sự Truyền hình Bình Định, 15 giờ 5 khám phá thế giới, 15 giờ 45 phổ biến kiến thức pháp luật, 16 giờ phim truyện Việt Nam Hạnh Phúc Của Người Khác tập 40, 17 giờ đến với sân khấu truyền thống, nét duyên của ca kịch tuyên truyền. 17 giờ 35 phim tài liệu, 17 giờ 50 hộp thư truyền hình, 18 giờ phim truyện, Mật Mã Tối Thượng tập 13 phần 2. 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 40 thời sự Truyền hình Bình Định, 20 giờ 15 An ninh Bình Định. Tự hào truyền thống 60 năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn. 20 giờ 35 phim truyện Định Luật Tình Yêu tập 6, 21 giờ 20 bản tin thị trường, 21 giờ 30 phim truyện Việt Nam Chiếc Vòng Ngọc Huyết tập 20. 22 giờ 15 thời sự Truyền hình Bình Định, 22 giờ 40 đến với sân khấu truyền thống, nét duyên của ca kịch tuyên truyền. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình.